Rồi ok, em điện tử tổng hoa Chi Linh xin gửi lời chào đến các bác anh em nhé. Tiếp một video clip mới buổi sáng ngày hôm nay lên sóng giới thiệu đến tất cả các bác anh em nội thất của đôi loa Mỹ PV 3 đường tiếng SP3G. Đấy, cấu hình 1/40. Đấy, 1/40 từ 2 côn 100, một chung và một tép kèn. Đấy, cặp loa thì bên em vừa khui ra đây. Đấy. Đấy, một cặp loa bãi xịn PV 3 đường tiếng SP3G các bác nhá, hàng Mỹ xịn. Đấy, hàng bãi nguyên zin. Đấy, cam kết là loa còn nguyên zin 100% các bác nhá. Đấy, thông số kích thước chiều cao của mã này thiết kế khoảng trên 80 một chút, ngang là 52 và sâu là 58, thùng gỗ bọc lỉ. Đấy, các bác quan sát bát của nó đây. Đấy. Dòng này chơi bạo lực các bác nhá. Bát 40 từ 2 cua 100. Cam kết là hàng nguyên zin. Hàng nguyên zin này. Đấy, các bác quan sát. Đấy. Đây, màng của nó đây các bác. À, màng giấy gần vải tẩm dầu các bác nhá. À, hàng thì bên em đều có tem đấy, có tem riêng của bên em này. Đấy. Đây, em đã dán tem này. Đấy. À, từ tép sử dụng từ 14 côn 51. Đây là một chung. Đấy, chung của nó đây. Đấy. Bao nguyên zin anh em nhá, bao nguyên zin. Phần tần đây này các bác. Đấy, phần tần rất khủng các bác nhá. Đấy, phần tần khủng này. Đấy. Đấy, chất lắm các bác này. Đấy, cặp loa PV bên em đã tuyển về thì tình trạng đều bao nguyên zin hết các bác nhá. Này. Đấy, nhện và màng này. Đấy. Đấy, từ 22 côn 100. Đấy, xương 8 chấu các bác nhá. Đấy, nhôm đúc dày dạn này. Đấy. Đấy, chất liệu rất là tốt các bác nhá. Đấy. Đấy, chung của nó đây. Đấy. Đấy, mít tép. Đấy, hàng nguyên zin, nguyên bản. Đấy, bao chất, bao nguyên zin các bác nhá. Thì với cặp loa PV SP3G 3 đường tiếng sử dụng bát 40 từ 2 côn 100. À, thì cặp này đang có giá đầu tư rất hợp lý 24 triệu bao ship, bác nào có nhu cầu liên hệ bên em. Theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Vâng, và địa chỉ bên em tại Thị Tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương.